Xưởng kem hoa Đà Lạt là nguyên xưởng kem có hoa hay là nguyên xưởng hoa có kem? U là trời, đi thử cùng tôi là biết chứ gì. Rồi đây nha, nhìn cái menu là biết quán kem rồi nha mọi người. Trời ai kỳ cục chơi nướng bánh giữa quán kem vậy trời. À không phải, hỏi mới biết đây là best seller của quán nha mọi người. Tôi đi hai người á, đây là gọi một combo cho hai người nè. Combo hai người mà tôi chọn á thì mình sẽ được chọn ba vị kem nha, bao gồm một cái bánh trứng hoặc là một cái ốc quế kẹp kem, hai cái bánh cá và một phần khoai lang mật ong và hai ly trà đậu biếc bạc hà. À còn thêm hai viên kem nãy mình chọn nữa nha. Mọi người có thể ăn giống tôi là ăn kem cùng với khoai lang với lại bánh cá, tưởng không ngon mà ngon không tưởng luôn nha. Còn đây á là bánh trứng kẹp kem. Cái kem kẹp này á là được trang trí cực kỳ bắt mắt. Kem được trang trí bởi trái cây theo mùa và kẹo. Kem của quán á là đều có hương vị tự nhiên, vị ngọt á là từ trái cây và các loại hoa. Nói chung á là tôi thấy kem ở đây ngon nha mọi người. Kem dẻo thơm không bị giăm đá, mà tôi cũng không ngờ họ chỉ có một quán kem thôi mà đầu tư đến vậy luôn á. Quán vừa rộng rãi vừa xinh lung linh, quán được trang trí bởi các loại hoa chỉn chu từ trong ra ngoài luôn nha. Khách vào quán có thể quan sát khu vực làm kem. Ta nói kem nó mịn gì đâu á, lập kèo đến thử thôi mọi người. Hàng gia đình đang làm này là nhiệt tình nhất nha.